Sống dưới mái trường trung học phổ thông Kim Liên, thầy cô đã dìu dắt dạy dỗ các con ngày một trưởng thành. Ngày hôm nay trong giờ phút chia tay này, thầy cô rất xúc động và hạnh phúc, tin tưởng vào các con. Chúc cho các con chuẩn bị bước vào hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học đầy thắng lợi. Các con hãy vượt ngũ môn để hóa rồng, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Kim Liên ngôi trường. Đạt nhiều thành tích trong học tập và mung sen vàng giữa học thành phố. Một lần nữa, nhà trường, các thầy cô mong đợi thành tích của các con. Chúc các con sức khỏe và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.